Trời đất thánh thần ơi, tôi không hiểu nhà tôi ăn ở bất nhân độc ác gì mà gặp phải cái con dâu nó ngỗ nghịch như thế này, tôi không biết nữa. Hồi đó con cản má mà má không nghe, một hai cũng rước chỉ cho được, thì bây giờ má ráng má chịu hả chứ. Thì tao tưởng nó có ăn học thì ít ra nó cũng biết kính nhường, chứ tao đâu có về. Ăn học rồi ai nhờ, họ ăn học nên họ văn minh, họ chê nhà mình hủ lậu, anh thân thì dốt nát, làm sao mà họ không leo lên đầu lên cổ. Thì việc lỡ rồi bây giờ mày cằn nhằn tao gì, con khó khiết gì con. Nếu họ biết kính nhường thì mình trừ số nợ cũ, còn bướng bỉnh ngang tàn thì đâu quần lại đấy, chứ mất mát gì đâu. Dạ thưa má, con mới về. Mày đi đâu mới về đó thân? Dạ con đi ra hành đình coi cử xa trưởng chơi. Chứ nè, chị hai mày có về chưa hả? Trời ơi, vợ anh mà anh hỏi tôi đâu có biết. Hỏi chút gì mày cũng om sòm. Thân. Dạ. Tao coi con vợ mày nó một ngày một lòng rồi đó nha. Mày liệu á, dạy làm sao đó thì dạy. Người ta thường nói hả, dạy con á, dạy lúc còn thơ, dạy vợ, dạy lúc ban sơ mới về. Mà mày không dạy nó, mày để cho thiên hạ người ta chê cười sao? Dạ con có răng dạy dữ lắm chứ, mà vợ con có lỏng gì đâu. Mày còn binh nó nữa ha, mày còn bào chữa nó nữa. Tao hỏi mày vậy chứ nó là phận con dâu, nó phải làm sao? Có lý đâu nó không biết kính nó nhường. Trên chẳng sợ mẹ mày là tao đây chứ, không phục ai. Phải mà nó tân thời lắm, nó có ăn học cho nên nó ngang tàn. Nhưng mà là khi nó chưa bước về nhà đây thì được, chứ nay nó làm dâu thì nó phải lo cúng phụng tảo tần sống khuya trên kinh dưới kiên. Tại nhà mình không biết dạy răng, tại anh hiền anh cứu vợ quá tay mới ra cửa sự chỉ nào đâu có sợ. Dạ để nó về đây con khuyên lớn hơn thiệt chứ nó còn khờ dại. Ý cha, vợ anh mà khờ dại cho tôi cùi đi. Tội tao quá Bích ơi. Dạ vợ con nói làm sao nó phải nghe vậy. Cãi con đập chết. Ngặt cái là con sợ người ta cười con. Ai cười mà cái gì? Dạ vợ con nó nói là đàn ông phải biết trọng đàn bà. Trọng đàn bà cho nên mày có dám hó hé gì nó đâu. Dạ con có hó hé dữ lắm, con còn muốn đánh nó nữa. Nhưng vợ con nó cắt nghĩa là đàn ông mà đánh vợ thì mày ngu. Dạ nó đâu có nói con ngu, nó nói là võ phu ỷ thị. Sen ơi, Sen à, mở cửa giùm mở chút em. Dạ. Sen, đi đâu đó? Dạ, mượn ai về, con ra mở cửa. Ai biểu mày, đừng làm tài con tài khác, đi ra ngoài sao, tao đánh chết vô. Dạ, thưa má, tội nghiệp vợ con má. Má mở cửa cho nó vô rồi má rầy nó, chứ má để nó đứng ngoài tội nó lắm á. Mặc kệ nó, để nó tao. Bích. Dạ. Biểu đây, đi ra nói với chị hai con nha. Chờ cho hết giờ thình sang giờ tị rồi má tôi ra mở cửa cho anh vô. Dạ. Chị hai đó hả? Má biểu chị ở ngoài đợi hết giờ thình sang giờ ngọ má rước chị vô. Má là giờ tị rồi, nó là giờ ngọ rồi má. Mặc kệ nó giờ nào, giờ tới giờ tao ra tao mở. Bây giờ tao không mở. Má, tội nghiệp vợ con, má mở cửa cho vợ con nó vô để đứng ngoài sương gió lạnh đó, tội nghiệp má. Nhà tao là nhà gia giáo, không có ai ở không đâu mà mở cửa. Bây giờ tao không có ở không, có một mình mày ở không đó, mày muốn đi đi. Dạ, cảm ơn má. Thân. Dạ. Mày đi đâu hả? Dạ đi mở cửa. Ai biểu mày? Dạ má biểu. Ê trời đất thanh thần ơi, tôi nói lẫy mà rồi mày cũng đi nữa sao? Má nói lẫy má không cho hai ai biết. Chà, trời ơi, thiệt. Bích. Dạ. Đi ra mở cửa cho ta vô đi. Đi chơi cho đã, về làm nhờ cực lòng người ta. Đó, má mời chị vô nhà. Cảm ơn cô bà. Dạ thưa má, con mới về. Con đi chơi mới về hả con? Bích, dọn cơm lên cho chị dâu con nó ăn. Dạ cảm ơn má, con vừa dùng cơm ở bên nhà. Ủa, nói vậy con ăn cơm bên nhà hả? Tại không? Sao con đi về bên nhà mà con không cho má ăn? Nhà có dỗ không ai làm công chuyện, biểu trẻ nó đi kiếm mà không biết đâu mà đi kiếm. Dạ thưa má, hồi con đi thì má còn nghỉ. Dạ con cũng không biết là nhà có dỗ.
con có viết giấy cho nhà cô xin phép má. Chị viết chữ tay ai đọc được? Sao mày biết chữ tay? Thưa má chữ quốc ngữ mà con quên xin phép cho nó. Thôi thôi đừng có nói quốc ngữ hay chữ tay, nhà tôi không có quen xem giấy tờ. Chỉ biết có một điều đi thưa về trình ăn ở theo nề nếp, không hề đi ngang dễ tắt bao giờ. Thưa má. Nến, thưa anh gì? Em lại mình cho em thưa với má. Thưa đi. Má đã biết thương con, không kể hèn sang, cho con được về làm dâu con ở trong nhà. Dầu cực khổ khổ căn chi, con cũng không dám nề hà. Con xin má vui lòng quay con như con của má, nên thì má khen hư thì má ăn dài lại. Chứ hiện nay thân con bơ vơ trơ trọi, chỉ mong nhờ lượng má bao dung. 12 bến nước đục trong, phận gái cô chồng phải ở trong dòng lễ dâu. Kìa má, chị nói nước nhà mình đục ngầu à. Trời ơi, người ta nói 12 bến trong đục có hết thải, mà mày lo nhà mình đục ngầu. Cô làm nên tội cũng chỉ vì con vô ý sơ lòng. Má thương con, má mới la rầy cho con được sửa chữa điều lầm lỗi. Thân cây trước khi đứng giữa đồng, bốn phương gió tạt mưa lòng phải cam. Xin thương chút khi phận con tầm, ơn trên trời biển cao thắm muôn trùng. Thôi thôi, tôi có dám la rầy gì cô đâu mà lý sự. Dù là mưa, là gió, là tầm, là to, dài dòng văn tự vậy. Có điều tôi muốn cho cô nghe từ này, cô có đi chơi á thì cô cho tôi hay. Vì tôi ở nhà, đặng tôi coi chừng đồ, để rủi kẻ vô người ra, nó mất mát món gì của cô bển đem về thì nó phiền phức. Tôi chỉ nói có thế thôi, chứ có cái gì ở đâu. Nè, còn cái thằng này á, dạ. Mày liệu á nghe không? Dạy sao đó dạy. Nhưng mà tao còn sống đây nè, chứ tao chưa có chết đâu mà muốn làm mưa làm gió. Nghe chưa? Bếp. Dạ. Đi vô. Má vô trước đi. Mày nghe chưa? Lại đây cho tôi răn dạy coi nè. Sao hai ngày nay đi đâu nói tôi nghe, đặng tôi phân xử. Kìa, em viết giấy để lại cho mình biết là em về bên nhà thăm má bệnh, sao mình còn hỏi. Hả? Chị nói là về bên nhà, anh còn hỏi gì nữa. Dầu chỉ có đi đâu, làm gì khác, bộ chỉ khai thiệt cho anh biết sao. Đó, về thăm má rồi còn đi đâu nữa, làm gì nữa. Khai hết ra rồi tôi tha, không thì chết với tôi à. Mình muốn buộc em tội gì thì tùy ý, rồi hành hạ mắng chửi gì em cũng chịu. Chứ biểu em phải nói thêm, nói bớt hay nói láo, nói sượt thì... Nè, chị kia, chị nói ai nói thêm, nói bớt, nói láo, nói sượt chứ. Cô ba, chừng như cô có điều gì không vừa lòng tôi thì phải. Chứ xét ra tôi chưa có lỗi gì với cô. Là bạn gái với nhau, cô nên thương xót tôi mới phải. Vì thương xót tôi là cô xót thương cho cô đó. Thân phận của ngày mai, liệu cô có tránh khỏi cái tình cảnh tôi đang hứng chịu đi không? Tôi tội nghiệp cho cô quá. Tôi thì sao mà chỉ tội nghiệp tôi? Hả? Tôi không hư hỏng á thì cần gì ai phải thương xót tôi chứ? Vậy tôi hư hỏng gì? Cô nói đi. Gì? Chứ chị nói tôi hư hỏng mà. Gì? Vậy làm gì mà chị lại gần tôi? Đi ra. Ôi trời ơi, trời ơi, chết con rồi má ơi. Trời đất ơi. Anh hai anh thị thiền của chị hai. Trời ơi. Vợ anh đá vô ba xương con này má ơi. Sao dữ vậy? Trời ơi, bộ muốn làm giặc ở trong nhà tôi á. Nè cô gây với nó làm gì? Cô đánh chửi với nó làm gì? Nè cô muốn đánh chửi nha. Tôi nói cho tôi đây nè, tôi hứng chịu hết đây nè. Tôi đây nè. Còn lại mà. Tôi lại cô nữa.
Còn cái thằng khốn nạn này, mày á nghe, thiệt là tao hết biết nói sao với mày nữa rồi nghe. Bây giờ chỉ có cái nước là tao để nhà để cho mày ở. Mẹ con tao đi ra cho khỏi nhà này. Khôn thôi mày nhờ, dạy thôi mày chịu. Tao đi, bích, vô. Dạ. Cô thấy không, từ ngày cô về đây thì sóng gió nổi lên ầm ầm ĩ tối ngày, rồi tôi cũng điên chứ chẳng công. Em xin lỗi mình. Mình à, em nghĩ lúc này vợ chồng ta nên xin phép đi mất. Mình đã ở riêng thì cửa nhà dưới trên đều đầm ấm. Sao mình nghĩ sao mình? Theo suối chuyện lăng nhăng, nhà cửa đây sao không ở, rủi dọn ra riêng rồi má cút tiền chợ làm sao sống. Mình không chịu thì thôi, em xin báo một tin mừng. Tin mừng gì? Nói mau nghe coi. Chừng như em đã có thai rồi, nhưng chưa biết gái hay trai. Gái trai gì sinh sẵn sẽ hay. Nghe có con sao mình vẫn lạnh lùng. Có con với bộ trúng số độc đắc hay sao? Nè nè, nhà tôi là nhà gia giáo đàn em. Nếu mà ai có muốn nỉ non tình tự thì đi ra ngoài đường. Đừng có ở đó mà xù xì, tôi ra tôi xé xác bây giờ nha. Kìa, má đây kìa, đừng lộn xộn nữa.